Ngày 30 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị đề nghị truy tố với ông Dũng còn có bị can Đỗ Hoàng Vi, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Trần Hồng Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Sole, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện mùa đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu từ việc phát hành trái phiếu dân dối, nhóm bị can đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tông Hoàng Minh đã phát hành chính đợt trái phiếu trái quy định pháp luật tổng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Nhà đầu tư được xác định là những người đã mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Thủ đoạn gian dối của Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị can Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và loạt lãnh đạo khác của tập đoàn này. Theo kết luận điều tra, công ty Tân Hoàng Minh có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Ông Đỗ Anh Dũng là chủ tịch hội đồng thành viên và là người đại diện theo pháp luật. Ngoài công ty này, ông Dũng còn chỉ đạo thành lập hoặc mua lại cổ phiếu tại các công ty ngôi sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông để thực hiện các dự án bất động sản. Giai đoạn cuối năm 2021 đầu 2022, tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn tài chính, dự án mới chưa thể triển khai vì Covid-19. Dư nợ tín dụng của tập đoàn này lên tới gần 20.000 tỷ đồng trước sức ép nợ nần đến hạn và nợ đã quá hạn, ông Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt và các bị can khác triển khai phát hành các cổ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn. Các bị can đã sử dụng 3 công ty, ngôi sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông, Nguy tạo các hợp đồng khống, hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần trong nội bộ tập đoàn, làm phương án phát hành các cổ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, hợp thức hóa báo cáo kiểm toán để đủ điều kiện phát hành. Sau khi các công ty này phát hành trái phiếu thì ký hợp đồng giả cách bán lại cho tập đoàn Tân Hoàng Minh tạo giá trị ảo cho các cổ trái phiếu. Từ đây, ông Dũng lấy uy tín và thương hiệu của tập đoàn Tân Hoàng Minh để bán các trái phiếu này cho các nhà đầu tư thứ cấp. Các nhà đầu tư thứ cấp chủ yếu là người dân, không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp, trong khi luật pháp quy định chỉ các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được tham gia mua bán trái phiếu riêng lẻ. Tổng cộng 3 công ty đã phát hành chính được trái phiếu tổng giá trị 10.030 tỷ đồng. Do có vi phạm nên ngày 3 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định hủy các đợt phát hành này. Đến ngày 5 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án. Tại thời điểm khởi tố vụ án, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bán lại các cối trái phiếu cho nhà đầu tư thứ cấp thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư. Các nhà đầu tư thứ cấp không phải là trái chủ, tổng số tiền thu được hơn 13.900 tỷ đồng, trong đó Tân Hoàng Minh sử dụng 5.165 tỷ đồng để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Cơ quan điều tra xác định công ty Tân Hoàng Minh còn đang chiếm đoạt 8.807 tỷ đồng của 6.631 khách hàng, những khách hàng này được xác định là bị hại trong vụ án. Tại cơ quan điều tra, ông Đỗ Anh Dũng thừa nhận việc sử dụng các khoản tiền thu được từ trái phiếu đều phải báo cáo và được sự đồng ý của ông Dũng. Các khoản tiền đã được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Trong đó, Tân Hoàng Minh sử dụng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng tổng cộng 1.976 tỷ đồng, mua cổ phần các công ty như Thiên Bảo Phú Quốc 1.475 tỷ đồng, công ty sao đỏ Đà Nẵng, dự án Yên Phụ. Tiền của nhà đầu tư còn được sử dụng để đặt cọc dự án khu đô thị mới thu thêm 585 tỷ đồng, đầu tư chứng khoán, làm từ thiện, chi trả nợ và tiêu dùng cá nhân. Một số khoản ông Dũng không nhớ được đối với ông dũng cơ quan điều tra xác định đã thành khẩn khai báo khai nhận hành vi phạm tội vai trò trách nhiệm của bản thân ông dũng thừa nhận có vai trò chỉ đạo điều hành cao nhất đối với toàn bộ hoạt động của tân hoàng minh chỉ đạo các bị can khác nghiên cứu phương án huy động vốn đồng ý chấp thuận chủ trương ký giấy ủy quyền để ba công ty phát hành trái phiếu Nhận thức được sai phạm, ông Dũng đã có đơn đề nghị khắc phục hậu quả gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng cho phép chuyển nhượng các cổ phần dự án để có nguồn tiền khắc phục hậu quả vụ án, mong được khoan hồng của pháp luật. Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Kết luận điều tra cũng nêu ông dụng tích cực tự nguyện phối hợp với công ty Tân Hoàng Minh và gia đình khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình. Ngày 7 tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, gọi tắt là tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan để điều tra kết luận vụ án đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an Trước đó tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 6 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối. Cụ thể, sử dụng 3 công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn sau lây, công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty liên quan phát hành chính đợt trái phiếu trái quy định pháp luật tổng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Tại cuộc họp báo cuối tháng 6 năm 2022, đại diện của C03 Bộ Công an cho hay, đến nay cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt trong vụ án là khoảng 8.800 tỷ đồng.